Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 31 tháng 8, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Quan tâm cách khôn ngoan, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Châm ngôn chương 22 từ câu 1 đến câu 5. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Châm ngôn chương 22 từ câu 1 đến câu 5, bản truyền thống hiệu đính. Danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, còn ân huệ quý hơn bạc vàng. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va là sự giàu có, tôn trọng và sự sống. Trên đường kẻ gian tà có gai chông và cạm bẫy, ai gìn giữ linh hồn mình phải tránh xa nó. Câu gốc hôm nay được chép trong Châm ngôn chương 22 câu 3. Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. Cảnh tượng thật đau lòng. Một đàn gồm 55 con cá voi hoa tiêu đã mắc cạn trên một bãi biển ở Scotland. Các tình nguyện viên đã cố gắng cứu chúng, nhưng cuối cùng chúng đã không qua khỏi. Không ai biết tại sao những vụ mắc cạn hàng loạt như thế này là xảy ra, nhưng có thể là do mối liên kết xã hội bền chặt của cá voi. Khi một cá thể gặp nạn, cả đàn còn lại sẽ đến giúp đỡ. Bản năng giúp đỡ lại dẫn đến tổn hại một cách trớ trêu. Kinh Thánh kêu gọi chúng ta giúp đỡ người khác, nhưng cũng phải khôn ngoan trong cách làm. Ví dụ, khi giúp một người đang phạm tội ăn năn, chúng ta phải cẩn thận để không bị kéo vào tội lỗi đó. Và khi yêu thương người lân cận, chúng ta cũng phải yêu chính mình. Châm ngôn chương 22 câu 3 chép, người khôn ngoan thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ dại khờ cứ lao tới và mang họa. Đây là một lời nhắc nhở hữu ích khi việc chúng ta giúp đỡ người khác bắt đầu làm hại chúng ta. Cách đây vài năm, có hai người rất túng thiếu mới đến hội thánh chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, các tín đồ đã kiệt sức khi cứ phải đáp lại lời than vang không hồi kết của họ. Giải pháp không phải là từ chối cặp vợ chồng này, mà là đặt ra ranh giới để những người giúp đỡ không bị tổn hại. Chúa Giê-xu, đấng giúp đỡ tối thượng, cũng dành thời gian để nghỉ ngơi, và Ngài đảm bảo rằng nhu cầu của các môn đồ không bị bỏ quên vì nhu cầu của đoàn dân. Hãy noi gương Ngài để quan tâm người khác cách khôn ngoan. Bằng cách chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, chúng ta có thể quan tâm đến người khác lâu dài. Bạn nhận ra nhu cầu nghỉ ngơi và an ninh của mình như thế nào? Điều gì giúp bạn phục vụ người khác lâu dài? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Thánh Linh, xin ban năng lực cho con và giúp con phục vụ người khác một cách khôn ngoan và bền vững. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai!